Xin kính chào các chị và các bạn. Trên đây mình nói là các sản phẩm bản lề nắp bật giảm chấn hợp đế tháo nhanh của Vina Hardware. Trên này có đóng cái logo của Vina. Cái sản phẩm này được cung cấp theo của các anh chị bên các nhà máy gỗ xuất khẩu, với yêu cầu đó là các bạn gỗ khung này thật là chắc chắn và đảm bảo quá trình lắp đặt trên các cái cánh cửa cho cái khả năng vận hành ổn định. Thì do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó khi mà lắp đặt trên các cái sản phẩm đồ gỗ chúng ta, đặc biệt là dành cho thị trường xuất khẩu. Cái vận hành rất là êm như thế này, và tất cả các cơ cấu nhấn như thế này cũng phải rất là nhẹ tay để đảm bảo khi người sử dụng lắp đặt một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bên cái đế thì hiện tại cũng rất là nhẹ tay như thế này. Toàn bộ các chi tiết men hơi xi mạ đồng, cô đề xi mạ đồng để dùng để chấm bị xếp rất là tốt. Các anh chị hoàn toàn thể có cái dòng sản phẩm này thì có tại thị trường. Thì hiện tại là Vina Hardware có 3 dòng sản phẩm chính của cái này, đó là thẳng công nghiệp. Các anh chị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware và các